Người đàn ông đi tập thể dục giữa lúc giãn cách, thấy lực lượng chức năng liền quay đầu bỏ chạy. Thấy lực lượng chức năng, người đàn ông quay lưng và bỏ chạy hết tốc lực. Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi tập thể dục giữa thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm. Theo đoạn clip, một người đàn ông chạy tập thể dục trên đường đã bắt gặp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch địa phương. Thấy lực lượng chức năng, người đàn ông này đã quay lưng bỏ chạy bất chấp tiếng loa thông báo yêu cầu dừng lại từ xe công vụ. Chạy được một đoạn dường như đã thấm mệt, người đàn ông dừng lại và giơ tay với ý xe cảnh sát tạm dừng. Những tưởng người này sẽ dừng lại và chấp hành xử phạt theo quy định, tuy nhiên người đàn ông lại bất ngờ tiếp tục bỏ chạy khiến lực lượng phải nhấn ga đuổi theo. Hành động này khiến cộng đồng mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhiều bình luận cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự thiếu ý thức của người đàn ông trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.